Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị, văn hóa và thương mại của tỉnh. Nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường, các cấp hội phụ nữ thành phố đã phát động phong trào Ngày thứ Bảy Sạch với cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Với vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ký kết với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tham gia Ngày thứ Bảy Sạch. Bên cạnh việc cử cán bộ xuống địa bàn phụ trách để kiểm tra đôn đốc, cán bộ hội viên còn gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chúng tôi xây dựng và nhân diện các cái mô hình như là mô hình sử dụng thùng rác có nắp đậy, mô hình sử dụng làn nhựa để đi chợ, mô hình sử dụng chai đựng nước bằng thủy tinh để thay thế các cái sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Mô hình là tổ phụ nữ tự quản. Thì đầu tiên là chúng tôi có làm điểm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Bình. Thì ban đầu là chỉ có 18 tổ phụ nữ tự quản của phường Thanh Bình. Nhưng mà đến nay thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã nhân diện được ra 123 chi hội trên tổng số là 183 chi hội. Thì với nhiệm vụ là sẽ trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền vận động các hộ dân dọn vệ sinh trước cửa nhà cũng như là tham gia dọn vệ sinh ở các nơi công cộng. Qua gần 6 năm thực hiện phong trào Ngày thứ Bảy Sạch, nhận thức và hành động của nhân dân trong bảo vệ môi trường được nâng lên đáng kể. Việc giữ gìn vệ sinh ở các khu dân cư đã đi vào nề nếp. Chi hội tôi là luôn luôn phát động đến chị em hội viên sạch từ nhà ra đến ngõ, sạch đến đường làng, đường phố. Và thứ bảy nào chúng tôi cũng triển khai cái Ngày thứ Bảy Sạch này đến chị em hội viên. Chúng tôi luôn luôn là nhắc nhở chị em, kể cả chị em kinh doanh của đường Lê Đại Hành nữa cũng phải là sạch bên nhà mình. Chị em ở bên dọc đường bên kia là nhà của người ta thì là tự người ta có ý thức, nhưng cái tuyến đường bên cái dọc đường bên này là của công cộng. Cho nên là chúng tôi lại phải huy động chị em hội viên ra là buổi sáng ra là dọn. Phong trào vệ sinh từ ngõ ra đường phố thì chị em chúng tôi cũng cứ thứ bảy hàng tuần là chúng tôi tham gia và vận động các cái nhà hàng bán hàng đêm và những nhà bán hàng bày rác thải ra, chúng tôi cũng đến vận động và động viên họ làm đúng theo quy trình vệ sinh môi trường của trên. Với vai trò là nòng cốt trong phong trào Ngày thứ Bảy Sạch, Hội Phụ nữ phường Thanh Bình đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương huy động các lực lượng dọn vệ sinh trên các tuyến đường và khu công cộng vào sáng thứ Bảy hàng tuần với phương châm mỗi thành viên là hạt nhân tuyên truyền. Ngày thứ Bảy Sạch không đơn thuần tạo các phong trào để các hội viên phụ nữ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao ý thức của nhân dân. Riêng của phố Thanh Sơn chúng tôi thì như vậy là cái việc dọn vệ sinh chủ yếu đã giao cho chi hội phụ nữ để người ta đảm nhận cái việc như vậy, dọn vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần ở trên dọc cái tuyến đường của đường Lê Đại Hành. Thế còn anh em cán bộ trong phố chúng tôi là phải tham gia cùng với chị em động viên bà con và dọn sạch. Khi mà thấy sạch rồi thì chúng tôi nghỉ, mà chưa sạch thì yêu cầu bà con làm lại, tức làm sao mà đảm bảo được vệ sinh môi trường thật tốt, thật sạch sẽ để mà có cuộc sống mà nó thoáng mát, ảnh hưởng để cho nó khỏi ảnh hưởng đến tất cả các cái dịch bệnh hiện tại nó đang hành hành. Nhất là cái bệnh là COVID-19 hiện tại bây giờ. Nên là chúng tôi là cố gắng dọn vệ sinh. Và như vậy là không những ở đường phố là một, ở trong tất cả các hộ gia đình thì chúng tôi là yêu cầu là phải dọn vệ sinh sạch sẽ. Rồi trong nhà cũng vậy, dọn vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp đến nơi đến chốn để làm sao mà nó có cái khí thế là sạch đường, sạch nhà, sạch ngõ. Trên địa bàn phường Thanh Bình thì thời gian đầu triển khai thì gặp khó khăn trong cái việc là các cái hộ gia đình là bỏ rác ra trước giờ, đặc biệt là các cái hộ gia đình thứ nhất là đi làm ca. Thì trên địa bàn phường chúng tôi thì là có khu tập thể nhà máy điện, chính vì thế là công nhân trước khi đi làm là cũng bỏ rác ra. Nhưng mà nhờ công tác tuyên truyền vận động từ phường tới tổ dân phố cho nên là cái việc bỏ rác ra ngoài trước giờ quy định thì là trên địa bàn phường đến nay thì có thể nói là tương đối ổn định. Điều dễ nhận thấy nhất từ phong trào Ngày thứ Bảy Sạch đó là thay đổi được tư duy, trách nhiệm hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường được nâng lên, góp phần đảm bảo môi trường sống trong lành. Tại xã Ninh Nhất, Ngày thứ Bảy Sạch đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia bằng những việc làm cụ thể như trồng cây xanh, trang trí đường hoa, tạo cảnh quan đô thị. Hội còn thành lập 10 tổ tự quản vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và vận động các gia đình không vứt rác bừa bãi, để rác vào thùng có nắp đậy, đổ rác theo kèn.
Gia đình mình thì coi như lúc nào cũng thực hiện là sạch bếp, xong sạch nhà, sạch ngõ, sạch từ ngoài đường sạch vào. Ngay bên chỗ vặt rau với lại bếp, để có cái rác thải là bỏ luôn vào xô. Cho nên là cứ mấy đây ở nhà nói thật bây giờ là vệ sinh môi trường là phải đứng đầu. Tuyến đường này trước kia tồn tại một số bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Khắc phục tình trạng này, Hội Phụ Nữ xã đã phối hợp với các hội đoàn thể trồng cây xanh, hoa và nhân rộng mô hình phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Sau khi chúng tôi trồng tuyến đường hoa thì cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực xung quanh là không mang rác thải và cái vật liệu thải xây dựng ra đấy đổ, thì ý thức của người dân cũng đã được nâng lên và nhiều hộ ở ven đường cũng ra tham gia trồng hoa và chăm sóc hoa. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả cái mô hình là tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường ở 10 chi hội và duy trì có hiệu quả cái mô hình mà chúng tôi cũng đã xây dựng thành công, đó là cái mô hình 100% hội viên phụ nữ ở 10 chi hội sử dụng thùng đựng rác có nắp đậy và tiếp tục nhân rộng cái mô hình sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông và hạn chế sử dụng cái đầu nhựa dùng một lần. Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho gọi là thôn quê, cứ thứ bảy hàng tuần là chúng ta chị em là cứ đều đặn là đi một tháng 4 tuần là như thế. Trong công việc của thôn xóm là đều chấp hành đầy đủ. Để xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành đô thị văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã xây dựng đề án nâng cao chất lượng hoạt động của phụ nữ thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và vệ sinh môi trường, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 503 sạch vào ngày thứ bảy sạch. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã nhân rộng và xây dựng mới các mô hình có hiệu quả như nhà sạch vườn đẹp, sử dụng làn nhựa đi chợ, nói không với túi ni lông và phong trào chống rác thải nhựa. Ngoài cái phong trào ngày thứ bảy sạch chúng tôi đã duy trì thực hiện hàng tuần thì chúng tôi đang dự kiến là trong mỗi một tháng thì là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường sẽ phối hợp là hành động một giờ thu gom cái rác thải nhựa. Còn đối với các chi hội tổ dân phố thì là chúng tôi cũng đang dự kiến là đối với các chi hội tổ dân phố thì sẽ một quý là sẽ ra quân một lần. Thì bước đầu thì chúng tôi với mong muốn là chỉ mong muốn là nhân dân sẽ là tiếp cận. Còn sau đấy thì cũng như phong trào ngày thứ bảy sạch là chúng tôi sẽ cố gắng là duy trì đều đặn vào hàng tuần. Không dừng lại ở mô hình, để người dân chấp hành nghiêm việc giữ gìn vệ sinh môi trường, để rác đúng nơi quy định, Hội Phụ nữ thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân thay đổi thói quen, xả rác bừa bãi nơi công cộng. Trên địa bàn phường Đông Thành thì cũng có một số tụ điểm là để rác thải là cũng bừa bãi, nên là đoàn thanh niên chung tay là dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu phía đông nhà thi đấu. Mong muốn là cái khu vực này là sau là xanh sạch đẹp hơn. Hàng tháng thì có tháng thì chúng tôi ra quân 2 lần ở những cái điểm công cộng như là những chân bờ đê sông đáy hoặc là tuyến đường, chúng tôi tự quản tuyên truyền nhắc nhở. Ngoài ra là chúng tôi vận động chị em ở các chi hội là thường xuyên ra quân để dọn, thực hiện tốt cái vệ sinh môi trường ở nhà văn hóa cũng như các tuyến đường nội phố để đảm bảo giữ vệ sinh môi trường trong phố. Đến nay, 14 trên 14 phường xã đều duy trì có hiệu quả phong trào ngày thứ bảy sạch và 183 mô hình thu gom rác theo tiếng kèn, 54 mô hình nói không với túi ni lông và sử dụng làn nhựa để đi chợ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ ngoài cái việc là tham gia dọn vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy sạch thì vận động hội viên phụ nữ là dọn vệ sinh môi trường ở các khu công cộng. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức nói chuyện chuyên đề về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị để cho nhân dân rồi hội viên phụ nữ lên tiếng về cái việc mình làm cũng như là giám sát cái việc các cấp hội chúng tôi tham gia hiệu quả như thế nào. Những hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ thành phố Ninh Bình đã tạo chuyển biến tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn. Bằng những việc làm thiết thực, phụ nữ phường Bích Đào đã và đang là nhân tố tích cực trong xây dựng đô thị văn minh. Trước đây, vỉa hè của tuyến đường này thường xuyên diễn ra tình trạng các hộ lấn chiếm để kinh doanh và để rác không đúng nơi quy định, làm mất mỹ quan đô thị.
Khắc phục tình trạng trên, năm 2017, Hội Phụ Nữ Phường Bích Đào đã thành lập Tổ Phụ Nữ Tự Quản về Trật Tự Đô Thị, vận động các gia đình giữ vệ sinh và không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Chúng tôi cũng có xây dựng một số các cái mô hình mới, đó là mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông và mô hình nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Chúng tôi cũng bên cạnh đó thì cũng tích cực thực hiện các cái phong trào, ví dụ như phong trào ngày thứ bảy sạch và tích cực ra quân dọn vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần, chỉ đạo các cái tổ phụ nữ ở các cái khu dân cư tổ chức dọn vệ sinh ở khu vực tồn đọng, khu vực công cộng cũng như là cái khu vực nhà văn hóa phố. Vì lợi ích riêng, nhiều tổ chức cá nhân đã dán quảng cáo trái phép tại các nơi công cộng với mong muốn trả lại cảnh quan sạch đẹp cho đô thị. 15 giờ ngày thứ sáu hàng tuần, bà Đinh Thị Tòng đã tham gia bóc xóa các quảng cáo vi phạm. Các cái cột này, những người ta không có ý thức, người ta cứ hay dán lên ấy, thì thứ sáu hàng tuần nó có quy định rồi. Và chị em cứ tự giác bảo nhau đi ra để tham gia những công việc này. Tổ thì thành lập là 18 người một tổ, được có 3 phố, phố Hưng Thịnh, phố Phúc Thịnh với lại phố Đông Hồ. Thì cái cơ chế hoạt động của tổ thì cứ thứ sáu hàng tuần là tổ hoạt động. Cạo vét cái biển quảng cáo này. Và nếu mà cũng nói chung luôn về cái khó khăn ấy thì nói thật mà nó cái khó khăn của cái tổ là cái nay cạo thì bắt đầu tối đến mai họ lại dán. Cho nên cũng vất vả lắm. Để cán bộ hội viên và người dân hiểu và tự giác chấp hành, Hội Phụ Nữ phường đã triển khai nội dung trọng tâm là không vi phạm quy chế trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu văn minh đô thị. Tổ tự quản phụ nữ của phố là chia làm 3 tổ tự quản về đảm bảo vệ sinh môi trường. Thế hàng tuần chị em là đi quét dọn vệ sinh môi trường và xóa biển quảng cáo trên các cột điện cũng như là các nơi công cộng. Thì tôi thấy cái phong trào này là chị em là rất năng động và rất tích cực trong cái phong trào này để góp phần xây dựng là cái đô thị Ninh Bình là sáng xanh sạch đẹp. Hội Phụ Nữ phường cũng đã có nhiều các cái mô hình, những cái việc làm thiết thực góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường chung ở khu dân cư và thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Đó là với cái mô hình sử dụng thùng rác có nắp đậy thì chúng tôi đã góp phần hạn chế được việc sử dụng các cái thùng xốp, các cái thùng rác mà không đảm bảo vệ sinh môi trường ở trên địa bàn phường, và cũng thực hiện tốt cái vận động tốt nhân dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đổ rác theo tuyến kẻng. Và qua cái mô hình tổ phụ nữ tự quản về trật tự đô thị vệ sinh môi trường thì các cái quảng cáo giao vặt mà thì cũng đã được bóc rỡ và cũng đã được khắc phục. Sự nhiệt tình tiên phong đi đầu trong việc xây dựng văn minh đô thị của cán bộ hội viên phụ nữ đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện quy chế đô thị, xây dựng phường Bích Đào ngày càng văn minh hiện đại. Chuyên mục Thành phố Ninh Bình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.